Dung Cúc, BTS hẹn hò Simba, Jooheon. Mối quan hệ của Dung Cúc, BTS và Simba, Jooheon đã bị cư dân mạng nghi ngờ từ lâu. Dung Cúc, BTS là nam idol được khao khát hàng đầu, anh được gắn ghép với rất nhiều sao nữ trong showbiz Hàn. Mặc dù vướng nhiều tin đồn tình ái, nhưng em út BTS chưa từng công khai hẹn hò ai. Sau màn trình diễn tại World Cup 2022, Dung Cúc càng được khán giả quan tâm, đặc biệt là về đời tư. Mới đây nhất, tin đồn Dung Cúc hẹn hò với Shin Bae, Sojen bỗng rầm rộ khắp mạng xã hội. Được biết, tin đồn hai idol hẹn hò vốn nổ ra vào năm 2017, chứ không phải mới đây, và độ hot của Dung Cúc tăng vọt kéo theo việc tin tức này cũng rầm rộ lên trên mạng xã hội. Loạt bằng chứng nghi vấn về mối quan hệ của hai idol hot nhất nhì cây cốp được các thánh soi tìm ra nhanh chóng. Nhiều người cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng cũng có không ít người cho rằng hai ngôi sao thực sự hẹn hò. Nguồn, cốp giờ to.